xuất hiện quán karaoke hang đá độc lạ ở Hà Giang gây sốt mạng xã hội, sự thật gây bất ngờ. Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh quán karaoke hang đá độc lạ ở Hà Giang gây sốt mạng xã hội. Nhiều người tò mò muốn đến trải nghiệm nơi này để vừa hát vừa hòa mình vào thiên nhiên. Tuy nhiên, sự thật về quán karaoke này gây bất ngờ. Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh quán karaoke hang đá Ngọc Diễm tại xã Du Tiến, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang khiến dân tình phát sốt vì độ độc lạ. Theo hình ảnh được chia sẻ, phía trước quán là một con suối, xung quanh cây cối um tùm, cửa vào hang rất nhỏ. Bên trong bố trí hệ thống đèn, âm thanh phục vụ cho việc ca hát, sàn được lát bằng đá hoa. Được biết, thực chất hình ảnh quán karaoke này đã có trên mạng xã hội từ năm 2019, bỗng khiến dân tình dậy sóng trở lại vì nhiều người tò mò quán karaoke độc đáo trên giờ ra sao sau 4 năm. Cụ thể, nội dung bài viết cho biết, mặc dù đã phát hiện một quán karaoke trong núi đá siêu độc lạ tại Hà Giang từ 2019 nhưng mới đây cư dân mạng lại thổn thức muốn vừa hát vừa hòa mình vào thiên nhiên. Được biết, chủ nhân của quán karaoke hang đá độc lạ này là anh Nguyễn Văn Dẫn, ngụ ở Du Tiến, Yên Minh, Hà Giang. Chia sẻ với truyền thông, chủ quán karaoke Ngọc Diễm, hang đá cho biết quán được gia đình anh đầu tư, xây dựng trong hang đá thuộc phần đất của gia đình. Trước đây, anh đã san bằng, thi công các khu vực khác để làm đất ở, còn trừ lại phần hang đá, anh san phẳng, lát nền làm một phòng hát karaoke. Tới khoảng tháng 9 năm 2019 thì hoàn thành xong phần xây dựng, lắp thiết bị. Tuy nhiên, sau đó quán karaoke của anh Dẫn không được cấp giấy phép hoạt động từ cơ quan chức năng nên đã đóng cửa từ lâu. Hiện tại, anh Dẫn cho hay khu vực hang đá đó đến nay cứ để bỏ không vậy thôi. Sau khi quán dừng hoạt động, anh đã tháo dỡ biển, hệ thống âm thanh, ánh sáng, trả lại dáng vẻ thô sơ ban đầu của hốc đá. Gia đình của anh cũng chưa có dự định kinh doanh gì thêm. Anh Dẫn cho biết, quán tôi đóng cửa lâu rồi, những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội là ảnh cũ. Khu vực hang đá đó cứ để bỏ không vậy thôi, không hiểu sao hình ảnh quán từ 4 năm trước được mọi người chia sẻ trên mạng xã hội. Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Du Tiến cho biết những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là không đúng sự thật, quán karaoke đã dừng hoạt động từ năm 2019. Cụ thể, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Du Tiến cho biết, trước đây người dân cải tạo hốc đá, dựng biển quán karaoke, dự định đón khách. Khi nắm thông tin, địa phương đã yêu cầu dừng hoạt động, tháo dỡ biển quảng cáo. Một trường hợp tương tự về quán karaoke độc lạ, vào năm 2019, tại Nhật Bản xuất hiện một dịch vụ hát karaoke trên biển. Đây được xem là một cứu cánh giúp cho khách hàng thỏa sức thể hiện giọng hát giữa đại dương mênh mông mà không sợ bất cứ ai dòm ngó. Dịch vụ này dành cho tối đa 4 người với thời gian trải nghiệm 1 tiếng. Khách hàng sẽ được đưa đến khu vực biển Minami Atami ở tỉnh Shizuoka. Khi đến đó, mọi người sẽ được ngồi thoải mái trong một chiếc bồn rộng 2,5m rộng rãi, được chế tác tinh xảo, làm bằng gỗ hinoki. Bồn tắm được trang bị thêm các nhạc cụ như tambourine và maracas, cho phép du khách đắm mình hoàn toàn vào trải nghiệm hát karaoke, hòa mình trong những thanh âm trong trẻo, sóng vỗ nhẹ nhẹ của đại dương. Ghế đệm sang trọng và một chai rượu sâm panh làm tăng thêm bầu không khí sang trọng. Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức món ăn ngon. Các du khách cho biết cảm thấy như được xua tan hết những lo lắng, căng thẳng trong công việc khi được nằm thoải mái trên những chiếc đệm, hít thở không khí trong lành. Bên cạnh phần lớn mọi người bày tỏ sự thích thú về sự mới lạ và độc đáo, thì một số người cũng bày tỏ sự lo ngại về độ an toàn. Tuy nhiên, theo đơn vị tổ chức, họ luôn bố trí đội ngũ nhân viên theo dõi cũng như các thiết bị đều được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.